Chào mừng mọi người đến với kênh MMO của mình nha. Video này mình sẽ giới thiệu mọi người một chương trình này góp nhận 800 đốc cần bát, một tốc cần bát bằng 2,5 đô nha các bạn. 800 là bằng khoảng 2.000 đô. Còn chương trình này góp này nó sẽ kết thúc vào ngày 29 tháng 11 năm 2020 nha các bạn. Và nó sẽ phong phối vào ngày 3 tháng 12 năm 2020 các bạn. Để tham gia dán các bạn click trên phần link mô tả của mình. Đầu tiên các bạn follow vào một cái sàn Binance Swap gì nha các bạn. Rồi các bạn theo dõi nha bạn, các bạn like và tiêu quyết là 8 người bạn nha bạn. Chương trình này góp này nó cần giới thiệu 8 người bạn đó, các bạn nhấp vào đây nha bạn. Rồi các bạn bấm vào tiêu quyết nha bạn. Các bạn test 8 người bạn nha bạn, các bạn có cộng là ra những tên người bạn của tất cả những người theo dõi các bạn nha các bạn. Cộng mình. Rồi các bạn test lại 8 người bạn nha bạn. Rồi các bạn bắt đắp lại nha bạn. Rồi các bạn join tiếp kênh Telegram đó các bạn. Khi này join kênh Telegram mình để chữ follow Twitter. Cái tắt Twitter. Rồi các bạn bấm vào bên. Chương trình này góp nó khá là lớn đó các bạn ơi. Rồi các bạn bắt up được nha các bạn. Rồi xuống đây thì các bạn điền thông tin giúp mình là dòng đầu thì các bạn chọn vào Chan Ben sao nè các bạn, cô đáp án là mình có để dưới phần link mô tả cô D nha các bạn. Được. Rồi đây thì các bạn chọn vào ngày 3 tháng 1 năm 2009 nha các bạn. Rồi những câu hỏi này mình có để dưới phần link mô tả các bạn. Các bạn copy đường link này mà trả lời các bạn. Để mình copy mình bắt vào. Rồi tất cả các bạn. Rồi câu số 3, câu số 4 mình có để cái phần link mô tả trong kênh nhóm Telegram của bạn. Các bạn vào mà copy bắt vào từng câu hỏi nha các bạn. Rồi cái link Jeffer into CNM câu hỏi, mã giới thiệu các bạn ghi mã giới thiệu của mình nha các bạn. A còng MMO của anh nha tất cả các bạn. Rồi xuống đây thì các bạn mở địa chỉ với EC20 với chút wallet. Rồi các bạn mở địa chỉ Ether chút wallet cho mình ra, các bạn copy địa chỉ ETH của mình nha. Rồi khoan các bạn chờ mình chút xíu nha các bạn. Tại đâu địa chỉ ETH tiêu ta? Đây nè, đen nè. Rồi các bạn copy nha các bạn. 450 giá ETH khá lên khá là cao các bạn ơi, ngày lên cả cao. Rồi cái link từ request link. Rồi thì các bạn cũng mở cái trang trader của mình ra nha các bạn. Rồi các bạn nhập vào hồ sơ nha các bạn. Trang nhân đầu người nhập vào hồ sơ. Rồi các bạn copy lại cái bài cái link từ request hồi nãy các bạn tăng dự án của nó nè các bạn. Các bạn chia sẻ nha các bạn. Các bạn sao chép đến Twitter nè. Rồi các bạn bắt vào đây nha các bạn. Rồi đây thì câu xin em trên trader của tất cả các bạn nha các bạn. Các bạn ghi vào A+ nè. MMO của anh là cái mã giới thiệu của tất cả các bạn luôn nha các bạn. Lưu ý cái này là cái Twitter của mình nha tất cả các bạn, của các bạn á. Còn trên đây thì các bạn điền của mình nha tất cả các bạn. A+ MMO Ngọc Anh à. Rồi các bạn cũng gỡ gì là chương trình này góp mình đây cũng kết thúc nha các bạn. Mình cũng cảm ơn tất cả các bạn đã bỏ ra chút ít thời gian để xem video của mình. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.